Ủa? Ủa? À, đây rồi. Ngon quá. Anh còn muốn uống nước ngọt nữa. Ôi, em không mang tiền rồi. Một lúc sau. À, anh có cách rồi. Không biết Jim đã nghĩ ra cách gì mà hai anh em hào hứng thế nhỉ. Mình về thôi. Bố mẹ, bố mẹ ơi, bố mẹ ngồi xuống đây đi ạ. Ủa, có chuyện gì thế hai đứa? Con làm gì đấy? Mẹ đưa con dọn cho ạ. Sao tự nhiên hai anh em nó lại chăm chỉ thế nhỉ? Em cũng không biết nữa. Wow, các con giỏi lắm. Con cảm ơn bố mẹ. À, bố mẹ ơi. Bố hiểu rồi. Phần thưởng của các con đây. Yeah, lần này mình có nước ngọt uống rồi. Hả? Sao nước không chảy ra thế anh? Chiếc máy này hư rồi. Không thể như thế được. Để anh thử lại coi. Sao mãi không trốn thế này? Có vẻ Lisa đã nghĩ ra cách gì đó rồi thì phải. Đau quá. Hãy xem đây. Ui da. Ui trời. Chú ơi, chú có sao không? Cháu xin lỗi chú ạ. À. Chú đùa thôi. Để chú sửa cái máy này rồi mới dùng được nha. Vậy là nó hư thật sao? Mẹ đang vui vẻ sắp xếp dĩa hoa quả thì anh em James và Lisa chán nản đi vào. Ủa, có chuyện gì thế các con? Chúng còn muốn mua nước ở máy bán hàng tự động. Nhưng mà nó hỏng mất rồi. À, nếu hai đứa giúp mẹ, mẹ sẽ làm nước ép không đồng cho tụi con. Thật hả mẹ? Dạ được. Đi thôi, đi thôi. Tại vườn hoa quả nhà mình, James hớn hở bẻ những quả dưa hấu to nhất. Còn Lisa cũng hái được những chùm nho chín mọng rồi kia. Nhìn anh có gì nè. Mình về nhà thôi. Em mệt quá. Ôi mẹ, để con đỡ cho ạ. Được rồi. Các con của mẹ giỏi quá. Đương nhiên rồi ạ. Mẹ có quà cho hai đứa nè. Hên đen. Không biết mẹ có quà gì cho anh em James và Lisa đấy nhỉ? Hồi hộp quá. Các con nhìn nè. Wow, đẹp quá mẹ ơi. Giờ các con nhìn mẹ làm ảo thuật nha. Không biết có điều bất ngờ gì sẽ xảy ra ta. Cậu muốn uống nước cam. Wow, có nước cam thật này. Đấy là em. Cậu muốn uống nước ép nha. Wow, thật là kỳ diệu. Vô. Mua cho mẹ cốc dưa hấu nha. Dạ vâng. James hớn hở bỏ đồng xu vào, còn Lisa thì ấn nút chọn nước dưa hấu. Phía sau mẹ cũng bỏ dưa hấu vào xay. Thế là đã có một cốc nước dưa hấu ngon lành rồi đó. Yeah. Ngon quá. Từng giây, từng phút trong cuộc đời của con người đều rất quý giá. Nhưng mà quý giá nhất vẫn là giây phút đã được sống trong sự yêu thương và đùm bọc của gia đình. Gia đình mãi là điểm tựa vững chắc, là nơi hạnh phúc và tràn đầy tình yêu thương. Ai, vương bài cái nào? Hả? Đây là hộp gì thế nhỉ? Ý, đây là ảnh của em trai mà. Sao nó lại ở đây chứ? Mở ra xem nào. Wow, trong này có cả bố và mẹ nữa nè. Tấm này cũng có luôn. Sao không có mình ở trong này? Bức ảnh nào cũng có em trai và bố mẹ, nhưng không một bức ảnh nào có mặt mình. Bố mẹ thật thiên vị, hay là bố mẹ không yêu mình nữa? Được thôi, mình sẽ làm một cái bảng. Thế em trai, em đang ăn gì thế? Cho chị một cái đi em trai, làm ơn mà. Không, không, không. Chỉ là kẹo mút thôi mà. Wow, cho chị thử một miếng nha. Không. Nè chị. À, không. Không cho thì thôi, ai thèm kẹo mút ngon ghê á chị. À, chị sẽ mách bố mẹ. Hả, à, đứng lại đó. À, bố đã về
hề. Bố, bố có gì cho con không? Có chuyện gì thế con gái? Con muốn ăn kẹo mút. Kẹo mút à? Để ba tìm xem. Ồ, không có rồi. Ba xin lỗi, ba hết kẹo rồi con gái. Buồn thật đó. Con ổn chứ? À, bố về rồi. Chào con trai, bố về rồi đây. Chúng ta đi chơi nè. Ba lúc nào cũng em trai. Chỉ là một cây kẹo thôi mà. Ồ, trên bàn có bánh kìa. Wow, mình phải lấy một cái. Hả? Quá, em làm cái trò gì vậy? Này, đứng lại. Có chuyện gì thế? Ôi trời ơi, Hiền, sao con lại ăn vụng bánh? Không, không phải con, không phải con. Thế còn giấu gì phía sau kia? Không, không. Thế đây là gì? Sao con lại hư như vậy chứ? Chị chơi cùng em đi. Con trai, ra đây chơi với mẹ nào. Tất cả là tại nó. Bố mẹ yêu con. Bố mẹ lúc nào cũng chơi với em trai, không thèm chơi với mình. Ba mẹ không thương mình nữa, ba mẹ chỉ thương mỗi em trai thôi. Con gái, mẹ vào được không? Con gái, con sao thế? Con gái, con có chuyện gì buồn à? Hả? Trời ơi, điểm ép. Mẹ, mẹ nghe con nói. Tại sao con bị điểm ép mà không nói cho mẹ biết? Trời ơi, bài dễ như thế này mà con không làm được, mẹ không thể hiểu nổi. Con gái à, con học hành kiểu gì vậy? Chỉ là một điểm ép thôi mà mẹ cũng mắng mình. Chắc chắn là không yêu mình nữa rồi. Bố mẹ không cần mình nữa, mình sẽ rời khỏi đây. Tạm biệt bố mẹ, tạm biệt em trai, tạm biệt tất cả. Quá ha, đẹp quá bố mẹ ơi. Nhìn kìa con. Nhìn kia nữa kìa con gái. Hoàng hậu. Mình sẽ rời khỏi đây. Đi thôi. Bất ngờ chưa? Có chuyện gì thế? Chúc mừng sinh nhật. Chúng ta vào nhà thôi nào. Đội mũ lên con gái. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Con cảm ơn ba mẹ. Một, hai, ba, bốn, năm. Mình sẽ trốn vào đây. Mệt quá. À, ba về rồi. Ba đã về. Ba chơi cùng với chúng con đi. Không, ba mệt lắm. Đi mà ba. Không, chơi với bọn con đi mà ba. Không. Ba, ba. Được rồi, bắt đầu đi. Bọn trẻ nắp xong chưa nhỉ? Còn lâu ba mới tìm được mình. Các con, ba đi tìm nhé. Các con ở đâu? Con trai, con ở đâu? Chắc không phải là con trai đâu nhỉ? Con gái, con ở đâu? Hả? Con gái chắc cũng không trốn ở đây đâu. Ba vẫn đang tìm chúng ta trong kia đấy. Thôi, ba không chơi nữa đâu. Ba chơi với bọn con đi mà, ba. Không, ba không chơi nữa. À, mình có ý tưởng này. Bây giờ các con sẽ che mắt lại, còn ba đi trốn. Sau đó các con sẽ đi tìm ba nhé. Vâng ạ. Một, hai, ba. Mình thông minh thật. Anh trai, chúng ta đi tìm ba thôi. Ba đi hướng kia. Ba, dậy đi ba. Trời ạ.
chơi với bọn con tiếp đi mà. Không không không. Thôi được rồi, ba chơi. Ba đi trốn đi, đi nhanh lên đi. Ba trốn ở đâu rồi nhỉ? Ở đây cũng không có ba. Trong đây cũng không có. Đây cũng không có. Ba trốn ở đâu rồi nhỉ? Hả? Anh có tìm thấy ba không? Hay ba ở trong tủ lạnh nhỉ? Không có ba ở đây, ba trốn ở đâu được nhỉ? Ba trốn kỹ quá, chúng ta tìm mãi không thấy. Mẹ đang làm gì thế nhỉ? Hay là ba ở trong máy giặt? Cũng không có. Chúng ta cùng đi tìm xem ba trốn ở đâu nào. Anh, ba đây nè. Khẽ thôi cho ba ngủ. Bây giờ các con đi lấy thêm chăn và gối cho ba ngủ nhé. Vâng ạ. À.